Xin kính chào toàn thể bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi. Hôm nay tiếp tục đăng lên cho bà con một cái con máy sới, chia sẻ cho bà con một con máy sới đa chức năng bà con nhé. Một con máy công suất rất là lớn đến từ thương hiệu là Kubota. Một con máy công suất Kubota, động cơ Kubota OHV, động cơ là 7 ngựa 8 nhỉ bà con nhé. 7,8 PS là một con máy mà công suất rất là lớn. Sử dụng động cơ OHV, máy xăng, là một con máy sới đa chức năng, tay lái là quay 360 độ này. Đó, có thể nâng hạ chỉnh co thấp tay lái. Đó thì con máy này là một con máy động cơ 7 ngựa 8 nhưng nó đang sử dụng một cái bộ sườn, khung sườn rất là gọn gàng. Không quá to và cũng không quá nhỏ. Con máy này sinh ra là để chuyên để sới và chuyên để tạt luống nha bà con nhé. Chuyên tạt luống. Thì đây là một con máy mà cái tay lái của nó quay 360 độ. Đấy, cái tư thế tạt luống của nó lát nữa em sẽ chia sẻ cho. Thì đây em sẽ quay tổng quan cho bà con. Thì con máy này nhá, có thể tháo rời, tách rời được dàn sới bà con nhá. Tách rời được dàn sới này để làm sới cầu cào, sới nhảy, hoặc là kéo thùng, kéo rơ móc, hoặc là kéo bánh lồng bừa, lưỡi cày lật cày trâu nhá bà con nhá. Gắn bánh lồng bừa rụng nước rụng thụt, kéo cày lật cày trâu. Đó thì đó là một con máy đa năng, đa tính năng. Thì con máy này là một con máy công suất rất là lớn, thì sẽ áp dụng dùng vào những công việc nào mà cho bà con là thứ nhất là tạt những cái luống rất là lớn, rộng và to. Đó, thứ hai là khỏe. Đó thì nó sẽ làm được diện tích rất là nhiều nhá, diện tích lớn từ khoảng 3 đến 4 ha. 2 3 ha, 3 4 ha. Đó thì con máy này sẽ được lại được. Thì hiện tại con máy này thì em đang gắn bộ tạt luống. Con máy này hiện tại em đang gắn bộ tạt luống nhá. Đang thiết kế bộ tạt luống đây. Thì bộ tạt luống này rộng tầm khoảng 50 phân, 55 phân. Đó, để cho bà con tạt những cái luống rất là rộng. Thì nó có thể tạt được các cái luống hẹp. Thì mình chỉ chủ yếu là thiết kế cái bộ tạt thôi. Đó, phụ kiện bộ tạt thì bên em đầy đủ nhá. Đó, con máy này là một con máy mà ở phần trăm của nó cũng khá là cao, đẹp đẽ, sạch sẽ. Em cũng dọn nổ rồi đến 95%. Đây, bà con có thể thấy còn sao được các cái nước sơn của mình. Nước sơn này, bình xăng là 2.9 lít nhé, 2.9 lít. Đó, lọc về xăng trắng tinh luôn đúng chưa? Nắp xăng này. Đó, bộ này thì nói chung là bọn em cũng chẳng có đánh sơn gì cả đâu, cứ để nó chảy cho nó tự nhiên. Đó, cả cái bửng này cũng thế này, đúng chưa? Thì nó cứ chảy như này. Đây, em sẽ quay công suất ở Frenay ST80. Con máy này thực sự là một con máy cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Đây, động cơ là động cơ Kubota nhá, GH250 GT80. Động cơ là 7.8 PS này, 7 ngựa 8. Đó là max công suất nhá, còn công suất găng ti là 5.6, là 1.600 vòng trên phút. Đó thì con máy này đấy, em đã nổ lên rồi, dọn nổ lên rồi. Đó, bà con muốn ưng con máy này như nào đấy, là cứ kết bạn hoặc là gọi trực tiếp với em nhá. Qua số điện thoại là 0967 702 477. Đó, kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp em sẽ tư vấn cho. Đây, động cơ này. Nó chữ nó hơi mờ xíu nhá. Kubota OHV Electronic Engine. Có lọc bụi bằng nhớt này, lọc bụi là trắng tinh luôn, siêu mới luôn. Đó, có mã số thông số ở đấy này, GH250 ST80 nhá. Đó, mừng này. Cái này cái tem này em xịt nước áp lực lớn nên là nó bị rách. 7.8 PS tất cả mọi thông số đây. Đó. Thì cặp bánh này của nó cũng rất là đẹp, bánh này cực kỳ đẹp luôn. Bánh này là bánh trừ 7 nhá. Đây, bánh trừ 7 đây bà con này. Bánh 400-7 này, 400-7 nhá. Đó, bánh 400-7. Thì cái bánh này nó có rất nhiều lỗ chốt. Đây bà con có thể thấy quan sát đây. Có nhiều lỗ chốt. Đây, cả lỗ chốt này nữa. Thì mình có thể chỉnh rộng hẹp. Bà con có thể chỉnh rộng hẹp ra vào nhá. Chỉnh rộng hẹp ra vào của cái bánh này thì để cho nó vừa cái rãnh của bà con, cái rãnh cái luống đi á, cái rãnh luống đi để cho nó phù hợp nhá. Hẹp nhất là được tầm khoảng 30 phân. Đó, 28-30 phân. Đó, rộng nhất tầm khoảng 450-670, 50-60 đó. Đó, đây thì cái bảng điều khiển của nó thì đơn giản thôi, nhưng mà em sẽ quay tổng quan cái chi tiết đó. Này, lốc la của nó sẽ xịn nguyên nhá. Đó, sẽ xịn nguyên này. Đây, 7 màu nguyên đúng chưa? Nói chung là em cũng vệ sinh thì cũng vừa vừa thôi chứ chẳng kỹ lưỡng lắm đâu. Chủ yếu là máy, dọn máy là tập trung vào cái đầu máy nó không bị khói. Rồi là hộp số không kêu, hộp số là không bị rỉ nhớt rỉ nhau gì hết, không reset. Rồi là hộp xích không kêu, không rung lắc. Đó. Rồi là tay côn này, tay côn này. Đó, rồi là gài côn trơn tru. Đó, cái này là bóp chỉnh có thấp tay lái này. Đó, đúng chưa? Cực kỳ linh hoạt luôn, thích nâng hạ thấp tay lái cỡ nào cũng được. Rồi bên này là bóp tay lái qua 360 độ đây. Bà con nhìn thấy nhá. Đây, tay lái qua 360 độ này. Đó, cái tư thế này của nó là tư thế tạt luống bà con nhá. Cái dàn sới này là nó chỉ có quay được một chiều thôi chứ không có đảo chiều. Đó, nhưng mà con này nó sinh ra, sinh cái dàn
cái dàn sườn dàn số này nó sinh ra là để chiên để tạt luống bà con nhé, mà các cái luống rất là lớn và công suất mạnh đó, chiên tạt luống và sới thôi, chỉ có hai chức năng đó là chức năng chính. Còn thì bà con có thể làm được sới cào cào, sới nhảy, kéo thùng, kéo rơ móc hay là gắn bánh lòng bừa, đụng nước, đụng thụt, kéo cày lật cày trâu, rất nhiều tính năng đó, nhưng mà tính năng chính của nó đó là tạt luống và sới đất, vun luống nó. Rồi để lát nữa em sẽ thử rất nhiều cái tư thế để cho bà con biết, cái tư thế để bà con xem. Đấy, tay lái quay 360 độ. Đấy, bà con chỉ cần bóp tay lái này, quay nhẹ phát là nó sang. Đó, cực kỳ nhẹ luôn, điều khiển rất là nhẹ luôn. Đó, rồi tay lái này chỉnh cao thấp này. Đó, bà con muốn thích nâng hạ cao thấp tay lái cỡ nào cũng được nhá, đúng chưa? Đó là rất dễ dàng. Đó, cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, đây, ở đây nó có cái logo của con chó này, con chó đây. Chó ST Kubota. Đấy, thì nói chung là hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất vòng tua của dàn sới nhá. Tức là dàn sới này là nó có số thỏ rùa bà con nhá. Dàn sới đây, để em chia sẻ thêm. Rồi. Ở trên tay lái này thì nó sẽ có cái tay ga này. Rất là sạch sẽ luôn, chưa reset gì cả. Đấy, còn nguyên tem mác này hơi rỉ xí thôi, không quan trọng, quan trọng là nó còn trơn, rua là ok. Dây còn nguyên ri luôn. Đó, rồi là bóp côn chuyển hướng, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải. Đó, rồi là bóp tay lái quay 360 độ này. Đó, rồi là bóp chỉnh cao thấp tay hai, nâng hạ cao thấp tay lái này. Rồi là gài côn. Đó, gài côn trên tay luôn. Gài sới trên tay luôn. Đó. Cực kỳ linh hoạt luôn bà con nhé, cực kỳ linh hoạt luôn. Đó. Thì bà con đây, gài sới trên tay này. Đấy, gắt sới này. Gài sới. Thế gài sới. Đó. Rất dễ luôn bà con nhé, cực kỳ linh hoạt luôn đây. Gài sới này, gắt sới. Đó. Thì con máy này nó sẽ có đi 1, 2 số tiến và 1 số lùi nhá. 2 tiến 1 lùi thì là kết hợp với lại tầng thỏ rùa nhanh chậm của dàn số đi đây. Thỏ rùa nhanh chậm, cần thỏ rùa nhanh chậm đây là thành đi 4 tiến 2 lùi bà con nhá. 4 số tiến và 2 số lùi. Đó, thì con này nó chuyên về tạt và vun nên là cái số của nó sẽ không có làm nhiều vào cồng kềnh. Đó, nên là nó chỉ có 4 tiến 4 lùi, 4 tiến 2 lùi thì kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm bà con nhá. Đó. Còn cái cần này là cái cần này là cần thỏ rùa nhanh chậm của dàn sới bà con nhé, của dàn sới này. Đó, nên là cái thằng dòng Kubota này nó tích hợp sẵn các cái thỏ rùa nhanh chậm vào đây thì nó sẽ rất là, thứ nhất là khỏe. Đấy, tại sao nó sinh ra một con máy, sản xuất ra một con máy chuyên tạp luống là như thế. Đó, nó sẽ không có cầu kỳ trong các cái hộp số phải là tách rời hay làm sao hết, chung hết vào hộp số kia nhá. Đó, hiện tại thì cái bộ tạp này là bộ tạp em đang gắn, bộ tạp là rộng tầm khoảng 50 phân. Đây, 50 phân bà con này. Bà con có thể quan sát đi nhá. 1 này, 2 đây. 50 phân bà con nhá. Đây, em sẽ hất bẩn lên cho bà con xem. Đây, bẩn nó hất lên đây. Đó, thì cái bẩn này thì bà con có thể chỉnh hất tùy ý nhá. Chỉnh hất tùy ý. Đó, chỉnh hất tùy ý. Thì nó sinh ra là để tạt luống, nên là hiện tại là bọn em đang gắn bộ tạt luống nhá. Đang gắn bộ tạt luống. Đó, ở giữa nó sẽ có một cái lưỡi cày nữa này. Đúng chưa? Để móc đất cho nó sạch, sẽ không để sót lại cái sống đất. Thường thường bà con tạt luống là nó sẽ sót lại một cái sống đất đúng không? Nhưng mà này, cái này nó sẽ khắc phục cái lỗi đó để là làm sạch cái sống đất cho bà con. Đó. Cái này thì hiện tại thì em cũng chẳng có xịt rửa sạch sẽ đâu. Mà nguyên bản nguyên này. Nguyên bản nguyên chưa xịt rửa gì cả. Rồi, em sẽ thử các tính năng nổ này, số này, gài côn cho bà con. Quay tay lái, tạt luống, sới trước, sới sau nhá. Đó. Con này thì em đã dọn rồi. Đây, các cái chi tiết của nó cũng cực kỳ đẹp đẽ, thực sự rất đẹp đẽ luôn. Kubota đẹp từ trong ra ngoài, động cơ 8 ngựa, 7 ngựa 8 thì mắc công suất nó tựa như kiểu 8 ngựa rồi. Nó rất là mạnh mẽ. Con này thì nó sẽ làm được nó vun được các cái luống rất là lớn nhá. Bà con có thể vun được các cái luống từ khoảng rộng 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 tùy ý nhá. Đó, cái đấy thì dễ thôi. Đó, dễ thôi. Rồi ok. Đây, em sẽ vào số giật nổ máy, vào số này. Thì cái này giật nổ máy thì nó đơn giản thôi. Bà con bật công tắc on giúp em. On này. Bật on nhá, on. Đó, xong là kéo ga lên một xíu. Kéo ga lên một xíu. Thao tác nó dễ lắm. Rồi rút e ra. Giật nổ này. Bà con nghe tiếng nổ phát đẩy e vào. Mở khóa xăng ra. Đó. Cực kỳ dễ luôn. Rất là dễ bà con nhá. Đó. Đây. Đây, ta sẽ vào số 1 này, số 1 đây nhá.
Đây là số lùi này. Số lùi thì thường thường là cái con máy này tạt luống là nó phải quay tay lái đúng không? Đó, thì đi số lùi là mình đi số lùi, tức là nó sẽ là số tiến của cái số này. Được chưa? Đó, nó sẽ là số tiến của nó. Đó. Đó, đây là đây mới là số lùi này. Đấy, lát nữa sẽ vào từng số để bà con có thể nắm bắt này. Đó, được chưa? Đó, rất là dễ luôn. Rồi, nhả côn này. Nói chung là máy nó êm lắm, rất là khỏe. Đây em ga tiếng máy nghe cho bà con nghe cái sự mã lực của nó nhá. Cực kỳ mạnh luôn. Đây. Đó. Ok. Thì cái con máy này là đi tư thế như thế này là tư thế sới đất bà con nhé. Tạt luống nó cũng được, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng cái lúc mà mình quay ngược tay lái lại. Đó, để lát nữa em sẽ thử cho. Cái cần bên trên này là cần nhanh chậm của dàn sới bà con nhé. Còn cần này là cần nhanh chậm của số đi. Ra số này. Đấy, số đi nó sẽ rất là chậm nhá. Rồi, đi số lùi rồi. Đây. Ngắt sới đi, ngắt dàn sới cho anh đấy. Ngắt dàn sới này. Từ từ bỏ xuống rồi. Ngay cai thế là ngay. Rồi, ok. Không, từ từ đã. Rồi. Rồi, ok, đây là số chậm này bà con này, số chậm nhá. Tay sạch không? Đó thì rồi vào số tiến lại lần nữa, vào số tiến này. Rồi, đó đi số chậm này. Bà con rồi ngắt máy này. Bà con nhớ là đi số chậm giúp em nhá, để cho nó thứ nhất là an toàn khi mà nó đỡ bị giật máy. Đó, đỡ giật máy nhá. Đỡ giật máy. Thì ví dụ như bà con là chưa quen ấy thì nó sẽ giật máy rất là mạnh. Xiết cái kia vào cho anh cái này vào xung quanh đó. Rồi cứ để im như vậy đi. Đó, em hất cái bửng này lên để cho bà con dễ quan sát nhá. Rồi cứ để im vậy, cứ để im vậy. Không, cứ để im như hồi nãy đi. Cái như vậy nữa. Không. Này nhà này ra. Đấy. Rồi, ok, thôi được rồi. Đi số tiến đi. Đây, đây là tư thế sới bà con này, đi sới nhá. Đó, đi sới. Con này thực sự là nó rất là gọn gàng. Rồi các cái tính năng của nó, máy khỏe, bà con sới đất rộng. Cái dàn sới của con máy này nó tầm khoảng 80 phân bà con nhé, 80 phân. Đó, bửng rất là rộng luôn. Thì bà con nào muốn mà sới rộng, sới bề mặt luống hay là sới đất để tơi, để trồng rau trong vườn diện tích vừa phải, là những con máy này nó sẽ đáp ứng lại được. Diện tích đất sới của nó rất là rộng nhá. Đó, đánh lái vì sai này. Ok, rồi em quay tay lái 360 độ cho anh cái. Quay tay lái 360 độ. Đó, quay tay lái thì bà con chỉ cần nói bóp phát là bà con quay lại thôi. Đúng chưa? Cực kỳ là dễ luôn. Đây là một tư thế mà thực sự là tính năng chính thức của nó đây. Rồi từ từ đã. Tính năng chính của nó đây bà con nhá. Đó, đây là tư thế đi lùi đi đã để mà đi lùi đã. Rồi lùi đã. Đây là tính năng chính của nó bà con nhá. Đấy, thì nếu với mới một con máy mà nó lớn như thế này, khi mà bà con tạt luống ấy, bà con nhìn thấy cái bừng nó hất lên chưa? Đó, khi mà bà con tạt luống ấy, bà con yêu cầu là bọn em làm bao nhiêu phân của cái bộ tạt này thì bọn em sẽ làm cho bà con bấy nhiêu phân nhá. Đó. Và bà con làm yêu cầu là sới rộng bao nhiêu phân bọn em sẽ thiết kế cho. Đó, còn hiện tại cái bộ tạt này bọn em thiết kế đó là 50 phân. Tổng là 50 phân bà con nhá. Đó, bà con nhìn này. Thực sự là một bộ liềm rất là dày dặn. Thì cái liềm này nó sẽ hốt đất cho bà con rất là nhiều. Hốt lên một cái lượng đất cực kỳ là nhiều luôn. Đó, nên là nó sẽ không có để sót đất. Đó, đặc biệt là cái liềm này, cái móc này, móc đất này, nó sẽ móc đất sạch cái luống cho mình. Đó. Rồi ok, bây giờ em vừa đi vừa tạt. Vừa đi vừa tạt đi, vào số 1 đi. Vào số 1 đi đã. Bỏ điện thoại kia ra. Bỏ cái điện thoại ra đây. Đây, đây là tư thế vừa đi vừa tạt bà con nhé. Vừa đi vừa tạt đây bà con. Đó, bóp vi sai bên nào là đánh bên đó. Bóp dứt khoát vi sai, quay tròn một phát xem nào. Quay tròn máy về đây. Đó, đây bà con nhìn thấy này, bánh lái, đánh lái đúng chưa? Đó, móc một bên kia là nó sẽ tự đánh lái cho mình. Rồi là mình hỗ trợ nhẹ tay một xíu, tại vì đi số 1 nó rất là chậm. Đó, hiện tại tư thế này là tư thế rồi. Đi thẳng nào. Đó, hiện tại tư thế này tư thế tạt luống nhá.
Đó, rồi ok. Bây giờ quay ngang ra vào cái số, đi lùi lại một xíu, gọi là vào một số nhanh, à, ga mạnh lên. Rồi để như này đây, ga mạnh lên rồi là vào, ga mạnh lên vào số số đạt đây. Rồi ga mạnh lên vào số giới, đi đây. Thôi thôi. Vào số 1 thôi. Đi tạm đi vào số 1 thôi. Rồi. Số 1 thôi. Đó, đã tới chưa? Các bạn lên, các bạn lên, các bạn lên. Rồi, vào tới đây, vào tạt đi. Rồi vào. Nói chung là cái liềm tạt này nó sẽ quay một cái tốc độ là dã man luôn. Siêu mạnh luôn bà con nhá. Rồi, vào ga. Đó, cái liềm này nó sẽ quay vào một cái tốc độ gọi là siêu mạnh luôn. Rồi bây giờ nhất về số mo, vào giảm tạp cho anh cái. Về số mo rồi. Vào giảm tạp, ga mạnh hết cỡ lên. Ga mạnh hết cỡ lên. Rồi bà con thấy này. Với một cái tốc độ tạp như thế này thì thực sự là sẽ một cái lượng đất nó bắn rất là nhiều. Thì các cái dòng máy Kubota hoặc là các cái dòng máy 7 ngựa, 8 ngựa là bọn em đã test rất là nhiều. Thì những con máy này nó sẽ đáp ứng lại những diện tích rất là lớn cho bà con nhé. Đó, bà con thấy là cái liềm tản nó quay một tốc độ cực kỳ là mạnh luôn. Rất là mạnh luôn. Đó. Rồi. Cái bánh này thì mình có thể chỉnh rộng hẹp ra vào. Đó, còn hiện tại thì cái bẩm tạt em đang hất lên. Thực sự là một con máy siêu tạp như thế này ấy, mà công suất 7 ngựa 8 mà móc 8 ngựa ấy, thì nó sẽ đáp ứng những diện tích nhiều. Đó, và móc sâu đất sâu. Móc đất sâu cho bà con nhé. Móc đất sâu, tạt xa cho bà con. Đó. Thì con máy này nó sinh ra để chuyên để vun luống, tạt luống, vun ngô, vun mía, vun khoai, vun tất cả các bề mặt luống bà con nhé. Tất cả các bề mặt lõng, rõng, rãnh. Đó. Rồi ok. À, bà con xem video nhé. Đây công tác tắt máy này. Em bảo này, bà con tắt máy. Tắt máy đi. Rồi khóa xăng lại một cái. Tắt máy là bà con khóa xăng lại nhé. Nó sẽ rất là an toàn cho mình. Đó, ví dụ như xăng có cấn cạn gì không may thì nó sẽ ngăn chặn lại, nó không bị ngục xăng. An toàn. Đó. Rồi, ok bà con. Thì hiện tại thì con máy này thì bên em còn rất là nhiều. Bà con nào cần quan tâm hay là cần muốn mua những cái dòng như thế này thì cứ gọi trực tiếp cho em nhé. Rồi, qua số điện thoại là 0967 702 477. À, cứ gọi trực tiếp hoặc là em sẽ kết bạn Zalo tư vấn cho bà con nhé. Đó, thì các cái dòng như thế này thực sự là... Quay tay lái lại đi nhé, quay tay lái lại đi. Ôi, từ từ đã. Rồi, các cái dòng máy như thế này sự là bên em còn nhiều và cái công suất của nó là nó lớn. Đấy, cái giá của nó là sẽ là trên 10 triệu bà con nhé. Trên 10 triệu nó tùy theo phần trăm số đẹp. Có những con máy thì chỉ 11, 12 triệu. Có những con 14, 15 triệu. Đó, nó tùy theo phần trăm số đẹp. Máy Nhật bãi mà. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có một con máy nào nó sẽ ra khói cả. Không có một con máy nào ra khói. Và tất cả mọi thứ trơn tru, bánh lốp đẹp, khung sườn dàn sới là ok hết. Không rỉ nhớt gì nhau gì nhá. Đó thì hiện tại thì nói chung là cái lượng hàng bọn em bán nó đóng thì cũng tương đối thì bà con đặt như thế nào bọn em vẫn đang ship tới tại nhà cho bà con, yên tâm, tất cả mọi miền Bắc Trung Nam đều vị trí như thế, đều như nhau hết nhá. Đó, bánh lái này, bánh lái quay này, đó, bánh lái quay nhá. Đó, rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều nhá, vì đã quan tâm video. Thì những cái dòng máy này bên em còn nhiều. Đó, bà con quan tâm thì kết bạn nhá, hoặc là gọi trực tiếp em sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho. Rồi ok, em cảm ơn bà con ạ, em chào bà con ạ.